Camry huyền thoại, hồ sơ bao rút, khó được tìm được chiếc thứ hai với máy số rin như thế này. Xe này một bác lớn tuổi đang chạy hồng phấn, nước sơn bao đẹp luôn anh chị. Đó là phong dáng của em Camry 2.4 bản G nha. Ngày xưa xe tiền tỷ anh em. Ngày xưa phân khúc của em nó là xe tiền tỷ, phân khúc D đó. Anh chị thấy bây giờ nó rẻ không? Mặt ca lăng truyền thống của dòng Toyota là mạc chrome sáng trưng à. Hai cục đèn đi đôi, đèn mắt liếc à. Trang bị là ABS nè. Tất cả các tính năng hệ thống gương cụp mở, gương chỉnh điện, được cái form rộng rãi. 5 chỗ ngồi vỗ xinh anh hai đầu nha. Máy 2.4 chạy đâu đó mẫu này rơi lanh quanh cho anh chị nằm tầm 8 lít. 8 đến 9 lít quay đầu hết cỡ. Chừng anh cho dư dẻ là 9 lít luôn đi. Kể cả bà con chạy có tải. Bà con thấy sơn đẹp không? Đây này, dòng Camry là nó có cái màn chrome này chạy nè, hệ thống cảm biến dê phía sau nè, đi đôi là đèn vạch nè. Đây là đèn vạch nha bà con nha. Chữ Camry đây. Toyota 43 Đà Nẵng 03032. 3032 số đẹp quá đẹp luôn. Anh em mua thì chừng anh sẽ bao rút hồ sơ cho mẫu này. Đây là dàn mâm đúc của em, nó đời 2003 nè. 4 cái thắng địa mới tinh. Option nội thất mở trong rồi con hết hồn luôn. Nè. Anh chị nè, hệ thống ghế da nè. Ghế da mà có lỗ thông hơi nè. Cái này để cho bà con không có ra mồ hôi nha. Đó đẹp không? Chỗ ngồi trong rộng rãi, phía sau chúng ta sẽ có rèm chống nắng nữa nè. Đó, nguyên bản truyền thống hết, hai loa nghe nhạc, bên đây là khay học tì tay. Đây có khay đựng nước nữa nè. Anh em thấy đẹp không? Xe quá đẹp luôn. Dàn trần mới tinh nè. Xe này chẳng anh lấy giá cao rồi nha anh em. 203 gỗ nè, ốp gỗ nè, 4 cánh chính điện nè. Keo chỉ em này hầu như là nguyên bản nguyên si hết. Hai bên gân guốc là không có đâm pha lỗi lầm. Anh em vô phần nội thất, bên bác tài này mới cảm nhận. Anh chị thấy đẹp không? Hệ thống báo cửa, tất cả các tính năng đang hoạt động. Keo thì khỏi suy nghĩ, không mất một phần rồi đó. Nè. Bên đây chúng ta có hệ thống cụp mở nè, nguyên si hết. Và đây đi đôi là hệ thống lóc kính, lóc kiến. Bên đây là chỉnh túi lưng. À, túi lưng nè, anh em thấy không? Đó, túi lưng nó phồng ra nè. Đẹp lắm, côn ga số nè. Côn ga số không một tí phai mờ. Chủ nhà đi cực kỳ ít, 181.000 chuẩn luôn. Riêng máy em này, máy móc bao rin. Vì sao ạ? Dòng Camry này thì chạy nó bền lắm. Nó bền cực kỳ. Bên đây chúng ta sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Khay học để đồ đây. Đèn đuốc ở trong còn sáng trưng à. Bên đây cũng vậy. Chỗ ngồi rộng rãi nha anh em nha. Chỗ ngồi rất là rộng rãi. Anh chị nhìn cái vô lăng nè. Đó, bà con nhìn kỹ cái vô lăng chưa? Đây là cái vô lăng nè. Anh chị cái vô lăng đẹp không? Và cái thứ hai, dàn ghế đây. Dàn ghế đẹp như thế này. Đây chúng ta sẽ có chỉnh đôn lưng, đôn dưới chỗ ngồi nè. Hệ thống mút lóc hai cái chìa khóa luôn anh em. Xe đẹp nha. Âm thanh em này nghe nhạc thì hay lắm. Vẫn nguyên bản là hỗ trợ cho em nó là ti đẩy. Ti đẩy một ti đẩy nó cabo. Keo chỉ với nó cabo là riêng 100% nè. Xe không hề mất một phân chỉ nào đâu. Và cái thứ hai nè, nắp cabo nguyên thủy của Toyota nè. Keo nè. Keo rin hết chưa anh em? Cục máy mà máy móc bao rin. Máy móc khô ráo sạch sẽ nha. Em này máy số rin hết anh chị ạ. Máy số chưa làm, mặt nắp đầu của keo nó còn nguyên si như thế này nè. Hệ thống bô chống nóng. Nói chung là đối với dòng Camry người ta chạy 180.000 thì không ăn thua đâu. Không thể làm máy được đâu. Vì sao? Thương hiệu của nó mà. Thương hiệu Nhật mà. Mẫu này muốn làm máy phải chạy lên từ 300, trên 300.000 đến 350.000 với có thể khả năng là làm máy thôi. Còn nếu anh em đi biết cách bảo dưỡng nhớt nước đầy đủ thì anh em chả bao giờ phải làm máy cả. Kèo cột theo xe hết. Xương đầu đẹp. Đó, đây là dàn nè. Dàn phía trước là theo xe nha anh em. Xe không lỗi. Hệ thống đèn của em nó đèn rin nè. Đi đôi có ABS nè, nước giải nhiệt nè, rồi dầu trợ lực nè. 203 đi 180 mấy ngàn đúng chuẩn đồng hồ luôn. Không có hè luôn, form đẹp lắm. Ở đây mấy form nhìn sang không? Đòn dài, đi mẫu này thì đòn dài. Bao dài cho anh em? Gia đình đi mẫu này hết bài rồi. Vừa sang trọng vừa lịch sự, giá lại dưới 200 cho anh em. Đi thoải mái. Mẫu này Trần Anh đang bán với một cái giá 195 triệu nha anh em nha. Báo giá thẳng ngay ban đầu. Anh em mua Trần Anh bớt cho anh em 5 triệu còn 190. Báo giá không là mất thời gian. Phía đây là chúng ta có một cái khoang cốp khá là rộng nè.
Bà con có thể chứa đồ đạc ở đây đi du lịch chơi thoải mái. Mà chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi thì nó rất là rộng. Cái dính gì vậy ta? Kìa, cái nắp này chưa mở nè. Mở cái nắp ra. Anh chị thấy kỹ không? Cái miếng lót thảm của dòng Camry nó còn nguyên si hết. Nè, bà con coi cái mâm nè. Mâm này là mâm rin nha. Nè, mâm là mâm rin hết nè. Đó, mâm Seco là như thế. Cái cốp đẹp lắm. Anh chị thấy cốp chưa? Rồi xong. Mời bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục phần gầm. Hàng cọp lắm. Đây là phần gầm nè anh em. Anh em có gầm nè. Anh em thấy gầm không? Gầm không có một tí một ngọt ở dưới phần gầm nha anh em. Đẻ chưa? Nồi thất em này thì bao sạch sẽ rồi. Ở trong nè, rộng rãi đây, chừng anh chui vô chừng anh ngồi thử. Wow, nó mát, cực kỳ mát, mát mẻ thoải mái luôn. Đó, đã chưa? Anh em thấy chưa? Dàn trần điện đuốc. Cái này nè, cái bóng nè, bắt đầu thay nè. Những cái này là khách lên là họ hay bắt bẻ mấy cái này nè. Thấy chưa? À, nó bị chẹm mà. Nó chẹm mà, lúc lên lúc không. Đó. Đèn trước nè. Thấy chưa? Đó, bà con nhìn đi. Phê không? Nhìn vô là biết cái chiếc xe nó cỡ nào rồi. Từ cái tắp bi, từ cái vô lăng, từ cái vân gai, từ cái tấm chống nắng của em nó là nguyên si hết. Hai bên kèo cột nỉ non nè. Xanh biếc. Đó là hàng đẹp á. Chỗ ngồi rộng anh em. Anh em đi mẫu này 5 chỗ ngồi anh em yên tâm. Rộng, bao rộng. Bao rộng, chạy bao đầm. Thương hiệu Nhật mà. Camry 203. Rồi anh em quan tâm mẫu nào alo cho Trần Anh Ô Tô. Trần Anh khép lại channel tại đây này nha. Trần Anh see you and goodbye.